ngày nào ở với thì cũng còn ở bên cạnh thôi. Còn hai ý tưởng khác nhau, còn hai cách nhìn khác nhau, còn những quyết định khác nhau và còn chọi nhau. Là vì không ai giống ai. Coi chừng, nhìn lại đi, trên đường về Jerusalem, đi với Chúa mà ông Phêrô nghĩ khác, đừng đi. Đi lần này chết thì thầy đi làm chi? Chúa mắng cho. Cho nên ở với thì còn hai bước chân, có khi đi song hành, nhưng hai cái đầu nghĩ hai hướng khác nhau. Trải qua cái kinh nghiệm này, ta thấy con đường của Thánh Phaolô nó rõ. Lúc đầu chống đối, bắt bớ, giết hại, tham gia cuộc tử hình Stefano, rồi lãnh trát để đi bắt giết các người phá đạo Do Thái. Nhưng cuối cùng, ở trong thư gửi cho Galata, chương 2 câu 20 là cái câu nổi tiếng nhất của Ngài. Ông viết, từ nay tôi sống nhưng không phải tôi sống nữa, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Rất là hay. Hạnh phúc của một tâm hồn không phải là đi theo Chúa đâu. Cho nên 12 ông được sai đi hôm nay mà vẫn lẻo đẻo đi theo Chúa, không có hạnh phúc đâu. Gặp gian nan sẽ tháo lui. Mà khi nào sống trong Chúa và Chúa Kitô sống trong tôi, trong từng môn đệ, thì lúc đó hạnh phúc tới. Gian nan thử thách không ăn nhầm gì, như Phaolô đã từng viết, chết chóc, gươm đao, tù đầy, không có gì tách biệt tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: anh em hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho kẻ phong cùi được sạch, hãy trừ quỷ. Anh em đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Anh em chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bao bị đi dọc đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và guộc gọc, gậy gọc, vì thợ thì đáng được nuôi anh. Khi anh em vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, anh em hãy chào rằng bình an cho nhà này. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của anh em sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước anh em và không nghe lời anh em, thì hãy ra khỏi nhà hay khỏi thành ấy và vũ bụi chân anh em lại. Thật, Thầy bảo anh em, trong ngày phán xét, đất Sodoma và Gomorra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Tôi sẽ tóm tắt lại câu chuyện của Giuse. Có khi mình nghe và hôm nay mình không thấy là vì đoạn đó không được đọc. Tôi tóm tắt lại nạn đói và anh em của Giuse, ai cũng biết là đã từng mưu giết ổng vì ghen tức. Cho nên có một người thương bảo thôi bỏ xuống giếng cạn và cho xe chết khô trong đó. Nhưng lúc đó lại có một đoàn người đi buôn, người Ả Rập đi buôn, và họ lôi Giuse lên bán. Đó là câu chuyện. Và không ngờ Chúa đã dùng Giuse sang đất Ai Cập để làm nên sự nghiệp để cứu dân của Chúa. Chuyện đó tôi không bàn. Nhưng khi gặp lại anh em vì đói phải đi mua lúa, ông ra điều kiện: hôm nay bán một chút, nhưng đi về đi. Nếu còn cha, còn em, dắt đứa em út qua đây. Và người ta cũng biết đứa em út tên là Benjamin, là cái đứa mà ông bố rất cưng. Bây giờ nếu không có nó thì cái ông quan ở bên Ai Cập không bán lúa,
cho nên đành cho em đi theo. Và ông bán bao nhiêu lừa, chở bao nhiêu bao, cứ đông cho đầy. Rồi mời họ vào ăn tiệc. Trong lúc họ đang ăn uống, thì ông sai các đầy tớ, tiền mà họ đi mua, đổ vào các bao đó lại, trả cho họ, tức là trả công. Và đồng thời, trong cái con lừa và cái bao của cái Benjamin, ông ấy giấu một cái chén vàng của ông trong đó. Gia nhân biết, mấy người anh em không biết, đó là câu chuyện. Thế rồi hôm sau, ông tiễn lên đường. Đi được một đoạn, thì có lính tráng của ông chạy theo và bảo các ông, xấu. Các ông, chủ tôi, quan lớn, đã làm ơn cho các ông, mà các ông ăn cắp. Mấy ông kia thì oan, cho nên nói làm gì? Nếu không làm gì, theo chúng tôi trở lại triều đình. Và tất cả trở lại. Và người ta lục các cái bao ra, thì thấy có tiền bạc. Tiền bạc đó, mấy người anh em đều nói, chúng tôi đâu có lấy, ai để vào chúng tôi không biết. Được, không sao. Nhưng thằng em Út đã ăn cắp cái chén vàng, cho nên phải giữ nó lại, làm nô lệ. Đó là câu chuyện của những đoạn trước mình không được nghe. Do đó, một người anh tên là Giuđa hôm nay đến nói sự thương tâm của ông bố mình khi mất đứa con. Đứa con chết trong sa mạc mấy năm trước, bây giờ tới đứa con Út là cái khúc ruột của ông ấy, bây giờ lại phải ở đây làm nô lệ, thì chúng tôi không thể nào nhìn thấy sự khổ tâm của bố chúng tôi. Cái đoạn hay nhất là cái đoạn tôi đọc ở đây. Ông Giuđa liền nói, vậy bây giờ xin Ngài, tức là ông Giuse, cho tôi tớ của Ngài là tôi, Giuđa, anh của thằng nhỏ, tôi ở lại làm nô lệ thế cho nó. Được không? Ông Giuse chịu không nổi nữa đó, mới khóc lên. Lúc đó, tất cả những tội lỗi xưa được xóa sạch khi người ta dám thế mạng mình vào mạng người mình yêu thương. Thì hôm nay cũng vậy. Tôi không dám bàn lại chuyện đó nữa, chuyện cựu ước, chuyện của Giuse với Benjamin, với Giuđa và các anh của ông. Nhưng hôm nay, rõ ràng là chúng ta bàn về chuyện Chúa Giêsu. Hôm nay Chúa chọn các ông và sai đi. Tôi mời quý vị ngắn gọn thôi trở lại những chương đầu của Phúc Âm Thánh Gioan. Nên nhớ là Thánh Gioan viết Phúc Âm khác ba thánh sử kia. Để hiểu hơn cái ngôn ngữ của Thánh Gioan và rất thú vị trong cái lối viết của ông, ta hãy trở lại chương đầu của Thánh Gioan. Chúa quay lại và thấy các môn đệ đi lẻo đẻo mé sau. Chúa hỏi, ê, các anh đi tìm cái gì vậy? Chúa không hỏi đi tìm ai. Rõ ràng là mấy ông đi theo Chúa, mà Chúa hỏi đi tìm cái gì? Là vì trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường đi tìm cái gì hơn là đi tìm ai? Chỉ khi nào trái tim bị đánh động bởi tình yêu thì mình mới đi tìm ai? Cho nên Chúa thử các ông đi tìm cái gì? Tôi đâu có sự nghiệp gì. Tôi đâu phải là ông Gioan Tiền Hô. Tôi không có danh tiếng gì. Vậy các anh đi tìm cái gì? Các ông ấy trả lời cũng khéo léo. Thưa Thầy, Thầy ở đâu vậy? Chúa liền bảo, cứ đến mà xem. Chúa không có nhà, không có mặt bằng, không có văn phòng để tuyển mộ, không có phòng để phát lương. Vậy mà Thánh Gioan viết, ngày hôm ấy các ông đã ở lại với Chúa trong ngày hôm ấy. Đẹp lắm. Tại sao tôi nói đẹp? Là vì trong đoạn văn của chương đầu này, Thánh Gioan đã dùng chữ ở với. Giống như Giuse không còn ở với gia đình, mà lòng vẫn ở với gia đình. Giống như ông bố luôn luôn muốn đứa con Benjamin là đứa Út ở với mình. Những ngày đầu là ở với. Bài học đầu tiên cũng là học cách để ở với. Nhớ lại đi lúc quý ông bà quen người yêu của mình.
Rồi thái độ chọn lựa sau những lần ở với đó là gì? Quyết định ở với nhau suốt đời. Nếu không ở với, làm sao biết người đó? Làm sao có thể thân mật hơn? Làm sao có thể xây dựng một gia đình? Đối với Chúa cũng vậy. Sau 3 năm ở với, Thánh Gioan chuyển. Nó rất là lý thú. Từ đó Ngài viết khác. Ngài dùng chữ ở trong. Viết đậm đàng hoàng. Lời của Chúa Giê-xu trăn trối, tức là lúc sắp chết, thì nó là những lời rất là chân thành nhất. Tận trái tim của Ngài, Chúa viết, hãy ở lại trong Thầy. Chúa đâu có nói hãy ở lại với Thầy. Như Thầy ở trong anh em. Và Chúa ví dụ như cái cành nho dính liền vào cái thân cây nho, vân vân. Và Chúa nhấn mạnh, Thầy là cái nho, anh em là những cái nhánh. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở trong người đó, thì người đó sẽ sinh hoa kết quả. Vân vân. Toàn thể bài văn mang lên một cái hệ lụy gắn bó với nhau, là cuộc đời của các tông đồ hay các môn đệ, gian nan hay hạnh phúc, là ở cái chữ ở trong hay chưa ở trong, hay chỉ mới ở với mà thôi, hay tệ nhất là ở ngoài. Cái âm vang của cái tiếng ở trong, nó vang trong gia đình mình trước đó. Mình có ở trong tình yêu của người bạn đời mình không? Ai cũng có kinh nghiệm tự trả lời. Mới gặp Chúa thì chúng ta thích ở với Chúa, đúng. Nhưng mục đích sau cùng không phải là ở với, mà mục đích sau cùng là ở trong. Cho nên Thánh Gioan chuyển cái chữ ở với thành ở trong, nó rất tuyệt vời. Đó là một lựa chọn cho hướng đi của Kitô hữu, của mỗi người chúng ta. Đừng có chỉ ở với Chúa, nhất là đừng làm cho Chúa rồi kể công. Mà vì mình ở trong Chúa thì mình làm cho Chúa như mình làm cho mình. Giống như ông Giuđa ở trong tình yêu của đứa em út, ông ấy sẵn sàng, tôi ở lại làm nô lệ thế cho đứa em út của tôi. Giống như Chúa Giê-xu vậy. Ngài thương chúng ta, Ngài chết thế cho chúng ta. Ngày nào ở với thì cũng còn ở bên cạnh thôi. Còn hai ý tưởng khác nhau, còn hai cách nhìn khác nhau, còn những quyết định khác nhau và còn chọi nhau. Là vì không ai giống ai. Coi chừng, nhìn lại đi, trên đường về Jerusalem, đi với Chúa mà ông Phêrô nghĩ khác, đừng đi. Đi lần này chết, thì Thầy đi làm chi? Chúa mắng cho. Cho nên, ở với thì còn hai bước chân, có khi đi song hành, nhưng hai cái đầu nghĩ hai hướng khác nhau. Trải qua cái kinh nghiệm này, ta thấy con đường của Thánh Phaolô nó rõ. Lúc đầu chống đối, bắt bớ, giết hại, tham gia cuộc tử hình Stefano, rồi lãnh trát để đi bắt, giết các người phá đạo Do Thái. Nhưng cuối cùng, ở trong thư gửi cho Galata, chương 2 câu 20 là cái câu nổi tiếng nhất của Ngài. Ông viết, từ nay tôi sống, nhưng không phải tôi sống nữa, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Rất là hay. Hạnh phúc của một tâm hồn không phải là đi theo Chúa đâu. Cho nên 12 ông được sai đi hôm nay mà vẫn lẻo đẻo đi theo Chúa, không có hạnh phúc đâu. Gặp gian nan sẽ tháo lui. Mà khi nào sống trong Chúa và Chúa Kitô sống trong tôi, trong từng môn đệ, thì lúc đó hạnh phúc tới. Gian nan thử thách không ăn nhầm gì, như Phaolô đã từng viết, chết chóc, gươm đao, tù đầy, không có gì tách biệt tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Chúa Giê-xu. Hãy còn đi theo Chúa thì sẽ còn vất vả. Vất vả trăm chiều quý vị ơi, vất vả khi chống lại cám dỗ, vất vả khi thấy mình yếu đuối, nhưng ở trong thì an toàn. Cuộc đời Kitô hữu của mình đọc nhiều kinh, chưa chắc đã là được ở trong.
Giống như tôi thích cái ví dụ sau đây. Tôi hỏi một người, sao khỏe không? Thì người đó trả lời, ngày ăn 6 bữa. Có chắc gì khỏe không? Tôi hỏi cái nội dung là sức khỏe như thế nào? Thì người đó trả lời những phương tiện, tôi ăn được 6 bữa. Chưa chắc đã khỏe. Thành thử ra cũng vậy, hỏi vẫn còn sống đạo không? Dạ vâng, 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 đi nhà thờ, nhà thánh, lãnh bí tích, đọc kinh râm ran hết á. Có ở trong Chúa không? Khó trả lời. Theo thì luôn luôn còn vất vả, ở trong thì an toàn. Chúng ta lựa đi. Cuộc đời sống đạo, ngày này qua ngày khác, để từ từ tiến dần tới cái mục đích là được ở trong. Ở trong tình thương, ở trong cái lòng quan phòng rất yêu mến, lòng thương xót vô bờ bến của Chúa. Sao mình không xin điều đó nhỉ? Vậy, chúng ta khi nào ở trong Chúa sẽ có bình an, giống như cái lời Chúa muốn các tông đồ đi chúc cho những ngôi nhà tiếp đón các ông. Xin dâng lên Chúa thánh lễ hôm nay, cho chúng con hiểu, không phải chúng con làm điều này, điều nọ cho Chúa là đáng kể. Mặc dầu chúng con làm, nó chứng tỏ lòng yêu mến. Chúng con muốn hy sinh để làm điều này, điều nọ cho Chúa, cho người khác. Nhưng không phải, cái chính là làm sao gặp gỡ chính Chúa và đừng ở với nữa, mà ở trong Chúa. Và năng xin mỗi lần rước lễ, con biết Chúa đang ở trong con. Về hình thức thể lý, dạ dày con đang tiếp đón mình thánh Chúa Kitô. Nhưng xin cho linh hồn con được chìm ngập trong Chúa. Nếu mình sống như vậy, hạnh phúc lắm, thật tình. Có nhiều vị thánh bao nhiêu năm không cần ăn thức ăn. Điều đó các bác sĩ không chứng minh được. Như bà Therese Norman, chỉ rước lễ thôi. Ai về đánh cái tên của bà đó lên đi, sẽ thấy sự thật về cuộc đời bà đó. Vẫn sống, vẫn hạnh phúc, không bệnh hoạn gì hết. Không phải đi thử máu. Vì ăn mình thánh Chúa, bình an quá. Mình làm không được. Tôi tuần rồi cũng mới đi thử máu, đang đợi kết quả đây. Không biết có được tiếp tục uống coca hay không. Đang đợi. Mấy ngày nữa nó có kết quả, rồi tha hồ uống lại. Nó chơi thôi, chứ giờ cũng bớt thèm rồi. Nhưng mà rõ ràng, bao lâu mình chưa ở trong Chúa, thì nhớ, luôn luôn sẽ còn vất vả. Ngày nào đạt được ở trong, thì tất cả đều bình an, đều hạnh phúc. Sao điều đó chúng ta không ước mơ nhỉ? Không ước mơ điều đó thì thiệt thòi cho bản thân. Đây không phải chuyện cười mà là một bài toán của một nhà toán học người Ả Rập rất vĩ đại, tên là Al-Khawarizmi. Ông có thật đó, ông viết như thế này: giá trị của một con người, hai chấm, nếu người đó có nền tảng đạo đức, kính yêu Thiên Chúa, thương yêu người khác, thì ông cho giá trị là 1. Số 1. Nếu người đó thông minh, sáng trí, thì thêm một số 0. Vậy là được 10. Nếu người đó lại là người hào phóng, quảng đại và tiêu xài tiền của một cách rất là phóng túng vì giàu có, thêm một số 0 nữa là 100. Nếu người đó đẹp trai, bảnh bao, hào hoa, vân vân, thêm một số 0 nữa là 1000. Nhưng nếu mất số 1 thì ba con số 0 kia vô tích sự, nó là 0000. Cũng hay ha. Cái tôi nghĩ ra liền, nếu một người Kitô hữu có lòng mến Chúa yêu người, số 1. Nếu một người Kitô hữu không bao giờ rời khỏi nhà thờ, đọc kinh sáng tối, rất là râm ran,
thêm một số không là 10. Nếu người đó lãnh các bí tích đều đặn, thêm một số không nữa. Và nếu người đó làm việc bác ái đều đặn, ăn chay hãm mình, thêm một số không nữa. Nhưng nếu không có mến Chúa yêu người, mất số 1, zero. À, hay hay. Đó là bài toán của tôi. Tôi không có nổi tiếng như cái ông Ankawarismi đâu. Nhưng mà tôi nghĩ cũng hay hay. Sáng nay, cái anh chàng gọi là Fire Protection tới kiểm tra mấy vòi nước, mấy bình chữa lửa, vân vân, khá nhiều. Anh hỏi, Chúa Nhật này, nhà thờ của ông chứa được mấy người? Tôi nói câu hỏi của anh khó hiểu lắm. Bởi vì sức chứa, thì anh coi cái bảng kìa, cao sồi cho chúng tôi chứa 930 người. Vậy Chúa Nhật này, tôi hỏi anh có set the trap, có gài bẫy tôi không? Chúa Nhật này, tụi tôi chỉ được 150. Ông ta nói, ừ, ông trả lời khéo thật. Giả như không có lockdown, thì thường thường sáng Chúa Nhật ông bao nhiêu? Tôi nói trên 600, cái nó đi luôn, nó nói, nó không tưởng tượng được. Ở giáo xứ của nó, sáng Chúa Nhật có 7 người à. Nó không hỏi nữa, im re luôn. Tôi nói chỉ có sáng Chúa Nhật tôi chưa nói chiều thứ bảy. Cái nó không hỏi nữa, nó không hỏi. Quá tử tế rồi. Cái ông bà thấy, nhưng đừng dựa vào số người, mà hãy dựa vào những người ở trong Chúa thì mới tính.